Tối 20 tháng 12, thông tin Khá Bảnh tử vong trong tù được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản Facebook cho rằng Bảnh bị đánh vì bắt nạt người mới, bị bác 55 tuổi xiên. Có người còn miêu tả cụ thể, lúc nãy tầm 21 giờ mấy có lướt một bài viết của anh Khanh Phạm gì đó đăng tin và ảnh Khá Bảnh qua đời ở trại tạm giam, nhìn nằm trên cán thương lắm, để mình lướt lại tìm ảnh cho mọi người xem, tin này là thật 100%. Ngay khi những thông tin này truyền đi, dù chưa được xác nhận từ gia đình, cơ quan chức năng, nhưng hàng loạt tài khoản Facebook đã share khắp nơi. Các bài đăng thông tin liên quan đến Khá Bảnh thu hút gần 10.000 lượt tương tác và hàng ngàn lượt bình luận. Thậm chí một số người còn chỉnh sửa thông tin trên Wikipedia về Khá Bảnh, chết trong trại tạm giam vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 ở tuổi 27. Trước sự việc trên, sáng 21 tháng 12, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định không có chuyện Khá Bảnh chết trong trại giam. Chưa nhận được thông tin Khá Bảnh tử vong, Khá Bảnh vẫn đang cải tạo ở trại Hoàng Tiến. Mạng xã hội đưa tin huyên thuyên, không có chuyện đó đâu. Một lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến, trại giam thuộc Bộ Công an ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, phạm nhân Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh vẫn khỏe mạnh và không có chuyện bị chết như đồn đoán trên mạng xã hội. Ngô Bá Khá vẫn khỏe mạnh, béo trắng và đi lao động bình thường, không có chuyện xảy ra mâu thuẫn với phạm nhân khác rồi bị đâm tử vong. Ngay bây giờ, Khá vẫn đang đi tưới nước chăm sóc rau, tăng gia sản xuất bình thường, lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến thông tin thêm. Theo lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến, trong quá trình cải tạo tại trại giam, Ngô Bá Khá chấp hành cải tạo tốt. Ngoài ra, Khá cũng không có mâu thuẫn gì với các phạm nhân khác. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tam Sơn, thị xã Tử Sơn, Bắc Ninh cũng cho biết, thông tin Ngô Bá Khá chết là hoàn toàn không chính xác. Ông Trần Viết Tạo, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Sơn, thị xã Tử Sơn, Bắc Ninh thông tin, không có chuyện Khá Bảnh chết. Chúng tôi hỏi cả người nhà, người làng, trại giam Hoàng Tiến rồi không phải Khá chết. Trên mạng toàn đưa tin nhảm nhí, câu like, câu view. Hiện Khá Bảnh vẫn đang chấp hành án tù tại Hải Dương. Phía Công an tỉnh Hải Dương cho hay, đơn vị chưa nhận được thông tin về vụ việc. Người thân Khá Bảnh cũng cho biết Khá Bảnh hiện không làm sao mà thông tin lại lan truyền thất thiệt trên mạng xã hội. Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, sinh năm 1993. Ngô Bá Khá phất lên sau khi ra tù năm 2017. Sau đó, thanh niên này lập ra tài khoản YouTube Khá Bảnh, chuyên nói về những câu chuyện của giới giang hồ. Với gần 2 triệu người theo dõi, trang Facebook cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi. Trên tài khoản cá nhân, Khá Bảnh thường kêu gọi mọi người xây dựng một sân chơi sống đẹp, sống bản lĩnh. Khá Bảnh từng tung lên mạng không ít video dạy dỗ đàn em nói không với bài bạc ma túy. Giang hồ sống ảo Khá Bảnh còn nổi tiếng từ hàng loạt hoạt động gây sốc, không giống ai. Xuyên suốt trong các nội dung video, hình ảnh hay phát ngôn, Khá Bảnh đưa lên mạng xã hội là chân dung một đại ca trẻ tuổi có nhiều tiền bạc, có đông đàn em và những cuộc giao lưu với các đại ca khác trong giới giang hồ. Mỗi một video của Khá Bảnh trên YouTube thu hút được hàng trăm ngàn đến cả chục triệu lượt xem và bình luận, được ca tụng như một ông hoàng. Đáng chú ý, những clip của Khá Bảnh có nội dung cổ vũ kích động như hành động vi phạm pháp luật, cổ vũ hành vi bạo lực như Khá Bảnh tung clip đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện, tuyên truyền hành vi tiêu cực cho giới trẻ, clip cùng nhóm bạn dàn hàng ngang trên đường cao tốc. Trước khi bị khóa, kênh YouTube của Khá Bảnh có khoảng 1,99 triệu người đăng ký và hơn 400 video. Trong một video đăng tải cuối tháng 1 năm 2019, Khá Bảnh khoe rằng mỗi tháng nhận được hơn 450 triệu đồng từ YouTube. Khá là đối tượng nghiện ngập, có 3 tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong tháng 3 năm 2019, hai lần Khá bị công an lập biên bản hành chính do đốt xe máy rồi quay video, đứng dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Từ ngày 10 tháng 1 đến 1 tháng 4 năm 2019, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và các đối tượng của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô đề. Mọi kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18 giờ 15 phút, giờ mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu. Ngày 2 tháng 4 năm 2019, Khá Bảnh bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua xét nghiệm, Khá có phản ứng dương tính với chất ma túy. Sáng 13 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân thị xã Tử Sơn, Bắc Ninh tuyên bị cáo Ngô Bá Khá mức án 4 năm tù, tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng về tội tổ chức đánh bạc, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Ngoài số tiền phạt truy thu gần 5 tỷ đồng, Ngô Bá Khá còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.